Sở Thế Giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị đúng không nào? Và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn đăng ký tổ chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, cô gái ăn bát mì tại nhà ga giá 1 triệu, khi báo công an mới biết ông chủ bán đúng giá. Bác Vương đã bán mì ở ga tàu ngon nghét được hơn 20 năm. Ngày ngày bác nhìn những đoàn tàu qua lại từ thời tàu cũ cho tới tàu mới, từ lúc còn trẻ cho tới khi về già. Hơn nữa thì bác Vương luôn có một mức giá rõ ràng cho tất cả khách hàng của mình. Người địa phương cũng như các nơi khác đến đều khá giống nhau. Những nhà hàng quanh đó đều tăng giá và có mọi cách để kiếm tiền, đến mức chỉ thấy mấy năm họ đã có tiền mua nhà, mua xe, nhưng bác thì không bao giờ thay đổi nguyên tắc của mình. Lợi nhuận đối với bác cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng lương tâm và đạo đức kinh doanh. Sau giờ ăn trưa, bác Vương nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, bác luôn tận dụng khoảng thời gian giữa các chuyến tàu để nghỉ ngơi. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì có người tiến vào quán mì của bác Vương và ngay lập tức đứng dậy vì đưa thực đơn cho khách hàng. Khách hàng của bác là một cặp nam nữ và nói cười vui vẻ vừa tiến tới quán ăn nhà bác. Hai người gọi chung một bát mì, bác Vương cũng nhanh chóng làm mì rồi phục vụ khách quay lại nghỉ ngơi. Bác Vương nhắm mắt nghe đôi nam nữ nói chuyện. Rất nhanh, họ ăn xong và bác Vương cũng đến tính tiền. Khi bác Vương đưa tờ thanh toán ra, giá của bát mì là 1 triệu đồng, khiến cho cả hai người ngạc nhiên tròn mắt nhìn bác Vương. Cô gái thậm chí còn lớn tiếng thắc mắc, tại sao ban đầu nhìn một bát mì chỉ có 50.000, ăn xong mà lên tới 1 triệu vậy? Bác Vương vẫn dùng thái độ rất niềm nở nói, không phục thì mời quý khách báo công an nhất định sẽ chỉ cho quý khách biết tại sao bát mì này lại có giá 1 triệu. Cô gái nghe vậy ngay lập tức lấy điện thoại, định bấm số điện thoại của công an nhưng chàng trai ngăn lại nói, thôi thì 1 triệu đưa cho ông chủ rồi đi. Nhưng cô gái gạt đi nói rằng nếu mình không làm gì, những người khách sau cũng sẽ bị lừa như thế. Khi mà công an đến, cô gái liền kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Công an hỏi bác Vương một lúc rồi tiến lại thẩm vấn chàng trai đi ăn cùng cô gái. Chàng trai trả lời ngập ngừng và thậm chí còn tỏ vẻ bối rối. Sau đó phát hiện thấy trong túi của chàng trai có rất nhiều giấy tờ khả nghi. Công an kiểm tra một lúc rồi đưa người đàn ông đi, để lại bác Vương và cô gái trong cửa hàng. Lúc này bác Vương mới giải thích cho cô gái rằng ban đầu khi hai người tiến vào quán mì, bác cứ nghĩ hai người là cặp tình nhân. Nhưng khi nghe những lời nói của chàng trai rằng sang bên kia sẽ làm việc tại hệ thống nhà hàng cao cấp, nếu rủ được người thân bạn bè thì cô sẽ được nhận hoa hồng lên tới hàng chục triệu, bác bắt đầu hoài nghi, càng nghe thì càng khẳng định anh chàng này không có ý định lừa cô gái nên mới có cố tình nói giá bát mì lên với giá 1 triệu để cô gái gọi công an. Khi đó thì cô gái mới tỉnh ra và cô thực sự cảm thấy mình rất may mắn vì được một ông chủ quán mì cứu. Nếu không thì chắc chắn cô đã bị lừa rất nhiều tiền và thậm chí là có thể bị đưa ra nước ngoài. Cô năm nay 19 tuổi, quen người đàn ông này trên mạng và sau đó anh chàng bằng lời nói ngon ngọt đã dụ cô gái tới thành phố. Cô mang theo rất nhiều tiền để bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Cô sực nhớ ra trên mạng, trên TV cô đã từng nhìn thấy rất nhiều người bị lừa. Cũng may cô gặp bác Vương. Và sau đó bác Vương cũng không lấy tiền bát mì của cô gái, còn giúp cô gọi điện cho người nhà tới đón. Lúc rời đi thì cô gái không ngừng cúi đầu cảm ơn bác Vương. Đây là một bài học rất lớn cho các cô vì sự thiếu hiểu biết của mình và suýt nữa có thể gặp nguy hiểm. Bài viết dựa trên một câu chuyện có thật và tên nhân vật đã được thay đổi.